Oklahoma. Habitat,
Vâng, anh em rất mong anh em hãy chia sẻ like và chia sẻ nào. Một trận thi đấu rất hay của hai game thủ. Một con tê của game thủ Xi Măng ăn được rất nhiều nông dân của mố luôn. Bên kia họ không thể ăn được vàng luôn. Thật sự là nhói. Chích vào đít của game thủ mố bên kia. Chúng ta cũng đến với trận thi đấu chung kết nào. Hai trận chung kết trong hai xe đấu liên tiếp. Một kèo đấu rất cân. Phô Xian. Phô Mạc và Phô Mạc cân chặt. Vâng, và trận thi đấu chung kết này là quân rất cân. Mà hai bên đang cầm những con Phô và con Mark. Trận thi đấu này game thủ Xi Măng cầm Mark C đi. Mark C. Còn bên kia. Ôi dồi, bầy yêu đầu đây sao? Rất xa nhà chính của mình. Báo về là hai bên kia đang chậm một chút dần thôi. Còn Maxi này bắt đầu đi dò. Đây là bầy hươu đầu, còn kia là bầy hươu phụ thôi. Bầy hươu đầu rất to, 6 con, 7 con mới đúng. Còn hai bầy hươu rất to nha. Xin vài con voi và bãi quả nữa nào. Đây là bài phô của bên người Tiểu cũng đã bắt đầu thấy bầy hươu đầu rồi. Bầy hươu đầu 5 con. Đây voi kìa, thấy một bóng voi, không biết là đôi voi hay là một con voi đây. Đôi voi luôn. Có đôi voi và bầy hươu đầu. Thêm những đồ ăn nào, mắc binh trận thi đấu này nào. Giải quyết, lấy 2C bỏ túi trước đã. Không biết. Thế nào, cứ lấy 2C đã. Tôi cũng đang rất khao khát những chiến thắng tất cả game thủ. Mà để cắt cái cầu đi. Cắt cái cầu đen đủi đi. Đằng này ôm bom nhiều quá rồi. Đã đưa được bầy yêu đầu của mình về với nhà chính. Đây là bài quả phụ. Rồi, mắc binh được chưa? Ừng lắm. Đứng ngay ở cái bãi quả phụ luôn. Đứng giữa cái bãi quả phụ luôn. Anh đứng đấy như viên ngang đứng ở đây.
Đây là màn hình máy của xi măng xem nào. Xi măng đã bắt đầu đủ đồ chưa? Chúng ta đang cho một con dân đi dò đằng xa xa kia. Đây rồi, ui, ba voi nha. Vâng, một con sư tử đang canh ở chỗ đấy là ba voi, và hình như là ở bên cạnh còn một bầy hươu vụ nữa cơ. Ba voi, hơi mất mít một chút e, nhưng mà không sao, mít một chút e thôi. Ba voi, người quá, phải lên cầu ngay về. Biết là bên kia rất sợ, bên kia nhìn thấy thôi. Trận thi đấu trước thì chúng ta đã câu trộm của bố một con voi rồi. Đáng kiếm. Đây là mình máy mắc xê thôi. Bàn mà cái bộ xi măng câu hai voi. Xi măng dạo gần đây toàn những bàn câu hai voi thôi. Anh không thích câu một voi đâu. Cẩn thận nặng những cơn dốc. Rồi, con voi sẽ về với nhà chính của mình. Khả năng câu voi của đội tuyển xi măng phải nói là rất cao siêu khi mà toàn những bàn câu hai voi thôi. Hai voi, hai kích rất sớm. Cuối bảy. Bắt đầu dắt thêm con voi này về. Có một bầy hươu nữa ở sát mép bản đồ kia. Một bầy hươu to, một bầy hươu 6 con. Nhìn thấy đã 6 con rồi. Bút bắt nặng. Rồi. Thêm bắt thêm một bầy hươu to này nữa. Con hươu hơi hư một chút. Nó đã nhảy ra ngoài kia. Tí con nông dân sẽ lùa về với cái S thôi. Gần với cái S. Đây là trận chung kết trong trận đấu thứ hai này. Hai trận đấu liên tiếp, chúng ta có những trận chung kết. Bắt đầu nhảy hai rồi. Sẽ thiết kế những nhà điều kiện để nhảy đời ba. Lượng gỗ dồn lên cũng đã đủ rồi. Thường thôi. Bắt đầu. Đang thiết kế những nhà BM. Sau đây sẽ là nhà BL. Bên kia màu hai mố cũng lên đời rất sớm này. Bên kia Maxi. Đây là màn máy của game thủ luôn. Nếu bắt đầu cũng đã thiết kế những là điều kiện của mình và kích đời rồi. Kích đời ba rồi. Với khoảng lượng gỗ này thì game thủ Nếu sẽ quay cho mình được rất nhiều ruộng đây. Bài mà chỉ có một cánh rừng thôi. Bên ngoài thì vẫn đang hình như vẫn đang khai thác một quái quả bên ngoài kia. Rồi, cũng đã sắp hết cái bài quả này rồi. Cũng xem xi măng chém thôi. Con giò đã bắt đầu ra. Con giò chúng ta bắt đầu ra. Điểm số của game thủ xi măng là cao nhất cái bản đồ này. Đang nhét, đang chỉnh du và nhét những con nông dân lại và để bò những cái e. Hai cái e nữa. Đúng rồi. Đã kín cái bài vàng. Chúng ta cùng đến với những tên chọc giò của game thủ xi măng thôi. Mong này sẽ gặp mố trận thi đấu này. Đâu rồi? Nhà ai đây? Con giò của mố đã đến đây. Còn đây là game thủ U98. Họ cũng đã bắt đầu ra được một con T. Con T trận thi đấu này rất là nguy hiểm khi mà chúng ta sẽ game thủ U98 sẽ được bên kia mố chỉ cho cái bãi vàng của mình. Họ sẽ bắn cái con T vào bãi vàng của mình. Rất cẩn thận trận thi đấu này. Ok, bộ 98 đang trên đường xuống đây. Cẩn thận bái gố anh xi măng ơi. Đây là nhà của mố ở đây. Đang ăn được 3 dân của mố. Vậy mà con chém đã bắt đầu ra rồi. Con chém của chúng ta đã ra. Sẽ lên bắn chém với con tê kìa. Rồi, ra rồi. Mất 2-3 con nông dân ở bãi vàng. Bên kia một bài mắc xê khung nha. Một bài mắc xê khung đấy. Mắc xê khung nha. Còn vàng thì chúng ta mất hướng đằng này. Hướng đằng này còn hở. Rồi, hướng đằng này còn hở. Vào được nhà của game thủ bố. Một con chém công giáp đầy đủ được chưa? Rồi, sẽ ăn được rất nhiều nông dân của bố ở cái bếp. Ở đây này. Ô, bên này thì game thủ bố đang chơi cái bài gì này? Nhốt ở kia rồi. Bên kia họ vẫn chưa đóng được y đâu.
chưa đóng được y. Và đây là những con chém, tiếp tục những con chém công giáp đầy đủ sẽ lên nhà của nguyên thủ bố và ăn được rất nhiều đồng dân của bố rồi. Rồi bắt đầu, anh có thả con chém vào cái bọc khoanh vàng luôn không? Kìa, bên này họ đang ăn được rất nhiều dân của bố rồi. Bố sẽ phít tân này. Băng xe bắt đầu phít rồi. Rồi vào cái bãi vàng, Max xe phít rồi đấy. Max xe chỉ còn vài con dân thôi. Bên kia Max xe phít rồi. Còn đây là mảnh máy của mình. Mình đã đến tam lai là 39. 39 kìa, rỉa những con chém đi. Bên họ chỉ còn vài con chém như vậy thôi. Max xe đã bắt đầu phít rồi. Rất ăn, Max xe bằng đã ăn được rất nhiều dân rồi. Họ chém vào đây thì sẽ mất những con chém thôi. Xem xi măng nào, tiếp tục nào. Tham lai còn 15. Bên này đang cố ăn vào những con nông dân của game thủ mố. Còn vài tầm 3-4 con nông dân thôi. Họ đã fit rồi. Đây, những con nông dân còn lại của game thủ mố. Bên kia thì một bài mà game làm cũng đục vào đây. Hai nhà muốn khung cho nhau. Nhưng mà thế nhà của game thủ đến trận đấu này chỉ có một cánh rừng thôi. Nhà rất đây rồi, trước rồi đây. Bắn đi. Đang ở đằng sau rồi. Những con cung ngờ của game thủ Nguyên Tếu đang ở đằng sau. Bên kia game thủ bố đang tích cho mình được khoảng 6 con chém. Đang rít dần những con chém của game thủ bố. Một bài mà game thủ Tếu trận thi đấu này. Tham lai chúng ta đang đè khi mà đã đánh phít được bên kia game thủ bố rồi. Mái hoàng này rất đáng tiếc. Phát nốt lên mấy con chém nào. Bố chỉ còn là vài con chém. Rít 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 kìa. Rít kìa rồi. Rồi phát nốt những con chém của game thủ bố. Màu 6 đang sang từ nhà của game thủ ấy ra. Trận thi đấu này vâng, cánh rừng là rất xa. Trận thi đấu này nhà của mình với nhà của rừng. Đầu qua nhà hai và đục vào qua với nhà màu 6. Cẩn thận kìa, đang trước mặt anh ơi. Trận thi đấu này bắt nốt những con chém của game thủ bố nào. Đây còn 3 con chém của bố rồi. Đang bắt được thêm những con chém của game thủ bố. Đã hết chém rồi. Ở đây là một tên cung ngờ đi công của U98 sao. Và sẽ biết là nhà chúng ta yếu về rừng. Rất hiếm rừng. Rồi những con này cũng có thể là có những con cung A. Nhưng mà game thủ Tuấn Tếu cũng muốn tham lai là 80. Bởi vì lúc thời điểm đầu thì con thủ xi măng đã ăn được khoảng 2 cân của thủ U98 rồi. Bắt đầu nào. Kìa, bắt nốt con chém này của game thủ bố nào. Rồi, bắt được một con chém, nốt con chém rồi. Game thủ U98 đang đẩy quân đến giữa bản đồ. Thủ đô Nam Tế đang muốn vòng ra đằng sau và bắt cái tên cung đi công này của chúng ta. Cùng xem bắt cái tên cung đi công này nào. Chạy đi đâu? Ông chạy đi đâu? Đi đâu? Đi đâu? Quẩy e! Quẩy e! Ăn được bao nhiêu cung ở đây? Ăn được bao nhiêu thì ăn. Đang dí lên nhà của game thủ màu 6 U98. Đây là một tên lọt của game thủ Simang. Simang đang thể hiện cái kinh nghiệm của mình khi biết nhà của U98 thêm những cánh rừng đã bắt đầu xấu đi. Và Simang đang lọt vào. Lọt vào nhà của game thủ U98. Đang ăn được khoảng 3-4 dân của game thủ U98 rồi. Chắc chắn game thủ Ronald Tếu sẽ là người khỏe hơn game thủ U98. Và game thủ Ronald Tếu sổ lên đây luôn. Bên kia thì mố đã hết những con chém rồi. Mố đã hết những con chém. Đang sổ vào đây. Còn game thủ Simang vẫn đang cơ hội ở trong đây để ăn những con dân của game thủ U98. Và thêm hai con chém. Hai con chém này sẽ có tác dụng ăn được rất nhiều dân của U98 rồi. Ăn được rất nhiều dân nha. Còn đây là màn hình máy của game thủ Nguyên Tếu đá nây trồ, đang nây trồ nhà của game thủ U98, phải cẩn thận hơn này. Tham lai là 88.
Chúng ta đang ở trong nhà của U98. U98 đã bắt đầu loạn nhà. Còn bên kia thì nguyên thủ xi măng đang rất cơ hội để ăn những con nông dân của nguyên thủ U98 ở đây rồi. Đang ăn được rất nhiều dân của nguyên thủ U98 đang ăn gỗ. Lượng gỗ của U98 sẽ đuối sau tuần này. Cũng xem trở lại máy của nguyên thủ Tuấn Tếu bắt đầu ốp vào nhà thôi. Tuấn đi công mà bị bắt, chậm lại một chút. Chưa có đầu máu anh ơi. Yếu lắm rồi. Vâng, màu hai đi fit luôn được chưa? Bố bắt đầu ra đọc báo thôi. Bắt đầu nâng cho mình chiếc nhà, chiếc đầu một gấu. Và có lẽ sau đây thì game thủ Lô Nan Tiếu sẽ tặng những nhà A cho mình. Vậy lượng gỗ đang thừa rất nhiều. Vâng, đã tăng chiếc nhà A thứ 7 và thứ 8 rồi. Đang rất khỏe rồi. Đây, ông công lên đây được không? Bắt đầu bung những nhà chính của mình. Bung kẽ loe luôn. Tham lai là 80. Game thủ U98 đang muốn công lên đây. Còn game thủ xi măng chắc chắn sẽ vẫn đang làm mất tay của game thủ U98 trong trận thi đấu này. Khi mà team U98 đang muốn đi công nhà của Lô Nan Tếu. Vâng, họ đang công vào cái lối này của chúng ta. Cần phải ra thêm một tên cung nữa và đứng trên cái dốc. Chứ không sợ, chúng ta đã có đầu máu rồi. Đã có đầu máu. Đứng lên trên dốc nào. Đây, sau khi turn này mà họ không công được thì họ sẽ quit thôi. Cùng xem, đây là game thủ xi măng đang rất cơ hội ăn được rất nhiều nông dân của game thủ U98. Đang thể hiện cái sự nhức nhối của mình, kinh nghiệm của mình. Còn đây là màn hình máy của game thủ Lô Nan Tếu đang đỡ cái turn đi công của game thủ U98. U98 không thể công được nhà của game thủ Lô Nan Tếu đâu. Đang yếu dần về gố và lực lực của U98 đang bị game thủ xi măng móc máy vào. Tham lai của game thủ Lô Nan Tếu đã lên con số là gần 90 rồi. Vâng, bên kia hình như game thủ mố đang được game thủ U98 bơm cho mình ít đồ và hồi lại. Chắc là một dân nữa. Còn xi măng tham lai vẫn còn 3. Xi măng thủ xuống còn 3 nhưng mà vẫn đang thể hiện cái sự nhức nhối của mình. Đâu, những con dân đâu. Đây là màn hình máy của game thủ Lô Nan Tếu, tham lai là 92. Đã có đầu máu cho những con cung lờ của mình. Không biết bên kia U98 đã có đầu máu chưa nhờ. U98 vẫn đấu sao? Bên kia U98 không có gì để đào vàng, bên kia rút đâu rồi. Tham lai đang rất to. Bắt thêm được vài con cung lờ đi lẻ của game thủ U98. Vâng, game thủ xi măng vẫn mon men lên đây vào nhà của game thủ U98. Đi sai dành cho U98. Chúng ta giành chiến thắng trong xe đấu thứ hai này. Chiến thắng rồi. 3-2. Đi bật thành công trong xe đấu thứ hai này. Để bên kia dẫn trước với tỷ số 2-0. Và chúng ta đi bật thành công. Không biết là game thủ mố giấu những con quân đâu. Tạm lại chắc còn một. Nhưng có một cánh rừng chúng ta có 2C bỏ túi trong buổi thi đấu ngày hôm nay.